Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến Nazareth, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syria thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Lời tin mừng của Chúa. Trước khi lễ con nói với thầy Sáu Hải là thầy có muốn chia sẻ lời Chúa 2-3 phút trong ngày thường không? Thầy bảo cha thả bom gấp quá chưa kịp soạn. Cương bà anh chị em có muốn nghe thầy Hải ngày mai giảng lời Chúa 2-3 phút ngày thường không? Muốn để thầy gọi là thử lần đầu tiên giảng với tư cách là phó tế không? Mai nha, họ đồng ý rồi đó, mai thầy giảng 2-3 phút rồi. Ngày thường giống con cũng chỉ giảng 2-3 phút rồi. Hồi con còn... nhỏ thì con đi chơi một nhóm bạn bè, và khi có một cái đứa đấy nó nằm, thế là mình mới chơi với nhau một tí thôi, nó nằm nó ngủ, thế là bọn con cứ lay lay nó dậy hoài nó không dậy. Thế là tại vì mấy đứa bạn cùng của con đang nói xấu nó, lay nó không dậy. Thế là trong cái nhóm bạn đấy có mình con là không nói xấu thôi, còn mấy cái đứa bạn của con cứ nói xấu nó đủ đàng vậy. Xong một chút lay để nó dậy. Quý ông bà anh chị em biết lay làm sao? Nó không dậy. Thế nó về nó nói với con như thế này: Quảng, mày có biết không, lúc ấy tao nằm tao nghe chúng nó nói xấu tao nhiều lắm, mỗi mày là không nói xấu. Vậy thì sau này con mới hiểu cái câu người ta nói như thế này này: đố ai có thể đánh thức được người giả đò ngủ. Quý ông bà anh chị em đã bao giờ giả đò ngủ chưa? Khi mình đi đâu một đoàn xe mà mình đang nằm trên xe đi từ đây Missouri chẳng hạn, thế là mình giả đò mà mình ngủ, mà mình cũng mơ ngủ mơ thức thôi, mà nó đang nói xấu mình, mà mình cứ cố giả đò mình ngủ, mình không nghe thấy, nó đánh thức mình, nó có đánh thức mình được không? Có được không ca đoàn? Nay ca đoàn nhớ là sân sau của em nha. Khi mà em đi giảng đâu là em rất cần ca đoàn đấy nha. Sân sau để hy gì là đồng minh nha. Bây giờ một người mà giả đò ngủ, chúng ta không đánh thức họ được, thưa quý bà anh chị em. Không đánh thức họ được. Vậy thì bài tin mừng hôm nay cũng vậy. Chúa Giêsu là một đấng có đầy quyền năng. Nhưng mà những người kia họ cố tình không muốn đón nhận, thì làm sao mà Chúa Giêsu lay tỉnh họ được? Không. Như những người mà giả đò ngủ đấy, mình không đánh thức họ được, thì cũng vậy. Nếu chúng ta nói với những người họ chỉ muốn nghe những điều họ nghe, có khuyên nhủ trời, con bảo chỉ đợi thiên thần cầm cái roi mà quất vào mông nó chưa chắc nó đã nghe, chứ mình còn khuyên giải. Tại vì họ chỉ muốn nghe những điều họ muốn nghe, và họ nghe những điều có lợi cho họ, họ không muốn nghe cái chân lý. Cho những trường hợp đấy khó lắm, như những người giả đò ngủ không đánh thức được đâu. Cho tốt nhất những trường hợp đấy cứ thêm lời cầu nguyện cho họ và ăn chay hãm mình thôi. Còn có khai trí họ không có được đâu, tại vì họ giả đò mà. Họ không muốn mà. Đấy là một cái ý đầu tiên. Còn ý thứ hai của bài tin mừng hôm nay, đấy là cái ý mà
Chúa Giêsu không được đón nhận ở nơi quê hương, tại vì những người quê hương họ cố tình không đón nhận thì không tài nào được. Còn ý thứ hai, Chúa Giêsu lên núi băng qua giữa họ mà đi. Bây giờ chúng ta đang xảy ra chiến tranh giữa Ukraine và Russia, tiếng Việt mình là Nga ngố với Ukraine. Thưa quý bà anh chị em, cái giải pháp không biết bên nào đúng bên nào sai, tại vì chúng ta là những người dân thường. Hôm qua ai đi lễ 8 giờ sáng giơ tay con coi nào. 8 giờ sáng nha. 8 giờ sáng. Ở trên đời này có mấy việc ca đoàn? 3 việc. Việc của ai với việc của ai nào? Vỗ tay cảm ơn chị bằng tràng vỗ tay giùm con. Thích lắm. Đi dạy học mà học trò nó còn nhớ bài là thích lắm chị. Ngủ ngon lắm vì học trò nắm được bài của mình. Hôm qua con đi thăm ông cố của cha gì, cha Thông, ông 29 tuổi, bà 68 tuổi. Sao lại cười ca đoàn? 29 đọc ngược lại là bao nhiêu? 92, còn bà 68 đọc ngược lại? 86, ông 92, bà 68. Ông bảo, cha con đi đến chân trời góc biển nào con vẫn nhớ cha quảng. Xui là nếu vợ tát một cái thì được, chứ tát ba cái là giận lắm rồi. Ông 29 mà còn nhớ mà. Cho nên mừng lắm chị nhá. Em quay trở lại, có ba việc. Thứ nhất việc của mình, thứ hai việc của người khác, thứ ba việc của ông trời. Mà thông thường chúng ta, thưa quý bà anh chị em, chúng ta lại không làm tốt việc của mình, thích xen vào việc của người khác, lo lắng việc của ông trời. Khổ thế đấy. Vậy thì hôm nay như Chúa Giêsu cũng vậy. Chúng ta không biết chiến tranh giữa Nga và Ukraine bên dưới nó là cái gì. Nhưng anh đem quân răng, anh đánh tôi, anh thả bom nhà tôi và anh làm hại dân thường. Chắc chắn là anh không đúng rồi đấy. Tôi không dám nói anh sai, nhưng mà chắc chắn là anh không đúng rồi. Vậy thì với tư cách là những người lãnh đạo thì thưa quý bà anh chị em, như Chúa Giêsu hôm nay nè, không đối đầu, đối thoại không được thì làm sao? Băng qua chỗ khác mà đi. Cái bài thứ ba, cái bài tối thứ tư con giảng về tha thứ, thưa quý bà anh chị em, con sẽ trình bày cho quý bà anh chị em thấy, mình không đối đầu, không có nghĩa là mình nhu nhược, nhưng mình không đối thoại được thì mình tập trung vào những người mình yêu thương. Lo lắng cho những người lo lắng cho mình. Tại sao mình phải lo lắng cho những đứa không yêu thương mình, kẻ thù của mình, làm cái gì? Trong khi đó bao nhiêu đứa thương mình, mình không lo lắng. Đấy, vậy thì hôm nay con chia sẻ với quý bạn em hai ý như vậy. Thứ nhất, không tài nào đánh thức được đứa nào nó giả đồ ngủ. Những đứa đấy thì đừng đánh thức, tốn công, tốn hơi, tốn nước. Căng lắm thì lấy cái lửa mà hơ vào chân nó, chưa chắc nó đã dậy. Hoặc lấy nước lá, đá mà dội lên đầu nó còn chưa dậy, phương chi đánh thức làm gì cho mệt. Không. Rồi thứ hai, không đối đầu, đối thoại. Mà không được nữa thì thôi, lánh đi chỗ khác. Chúa Giêsu bậc thầy khôn ngoan mà Ngài còn làm vậy cơ mà.